Vâng ạ. Cảm ơn băng tố Hồng Vân. Như là đã thông báo ở sáng nay, chúng ta có một cái đợt thay đổi cái gen của kỷ luật trang trại. Và cùng với việc đó thì băng tố sẽ đi rà soát lại hoạt động của toàn bộ trang trại. Chúng ta cũng phát hiện ra một số những cái lỗ hổng mà trong các tuần rèn luyện vừa qua chúng ta chưa có sát sao, chưa có thực hiện một cách đúng và đủ, thì ban nguyên tố sẽ tích cực sát sao cùng với đồng hành với các thủ lĩnh, có thể là sẽ để lại các dấu chân, các comment để giúp cho các thủ lĩnh mình có thể làm bài được tốt hơn, đầy đủ hơn. Không biết là trong này đã có ai nhận được các cái tin nhắn, các cái lời nhắn của ban nguyên tố chưa ạ, trong quá trình mà ban nguyên tố đi rà soát ngày hôm nay, trong ngày hôm nay. Rồi ạ. Có ạ. Và thì đáng lẽ ra cái công việc này cần phải thực hiện ngay từ đầu hành trình, nhưng mà do tính chất của hành trình này, ban đầu cái tính kỷ luật nó cũng khá là cao, cho nên băng tố để quan sát nhân duyên, like rồi chỉ cần mang gì, và like cũng là một cái dấu chân rồi ạ. Thì hy vọng là toàn bộ doanh trại của chúng ta sẽ có những cái mức rèn luyện tốt hơn, để làm sao đến cuối hành trình khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn thấy cái tần suất rèn luyện đó nó xứng đáng với cái danh vị thủ lĩnh. Không thì một cái hành trình nó rất là nhẹ nhàng, đến cuối cùng thì chúng ta nhận cái danh hiệu nó cũng không được coi trọng lắm. Và chúng ta thay vì 30 ngày rèn luyện sống xứng đáng thì chúng ta trở thành 30 ngày thong dong nghỉ ngơi, chứ không phải là rèn luyện nữa. Thì thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ bớt rủi ro, bớt đổ máu. Khi mà chúng ta nắm được những cái điều cốt lõi và chúng ta tập sự trong cái hành trình này, thì khi chúng ta triển khai dự án, chúng ta sẽ bớt được những cái rủi ro và giữ được cái nguồn lực nó lâu hơn. Đã có rất là nhiều những dự án khi mà triển khai thì rất là hoành tráng, rất là sôi động, nhưng mà sau đó thì 1 tháng 2 tháng cũng là các thủ lĩnh cũng có rèn luyện ở trong hành trình, nhưng sau 1 2 tháng thì chúng ta bị đuối, chúng ta hết ý tưởng, chúng ta không có nguồn lực, thì cái điều này nó không không giúp chúng ta lan tỏa được văn hóa đọc. Văn hóa đọc là đọc và học suốt đời, chứ không phải là chỉ trong một hành trình nào đó. Thì rất là hy vọng các thủ lĩnh mình sẽ luôn luôn ghim cái điều đó ở trong đầu, và chúng ta sẽ đi đường trường. Cái thủ lĩnh, cái những thủ lĩnh càng mạnh thì là chúng ta đi đường trường càng dài, chứ chúng ta không có chỉ bốc cháy một lúc rồi tàn lụi, hoặc là chúng ta sẽ lại nguội lại đi để chúng ta lại trở về cái mốc số 0. Thì trên đây là cái hoạt động rà soát của ban nguyên tố, và cũng mong rằng các binh trại trưởng hay là các đệ nhị thân của chúng ta, khi mà nâng đỡ các thủ lĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, thì chúng ta có trách nhiệm hơn. Cũng giống như là các thủ lĩnh mà chúng ta đã ở trong vùng đỏ của những cái hành quân tuần 2, hiện tại các binh trại trưởng của các thủ lĩnh đó đang chia sẻ một hạt, cũng rơi một hạt để bảo lãnh cho các thủ lĩnh ở lại hành trình. Thì cái việc, cái hành động mà chúng ta làm nó liên quan đến tập thể, và nó ảnh hưởng đến cả những người khác nữa. Đấy tính chính là cái tinh thần trách nhiệm của thủ lĩnh. Một thủ lĩnh mà càng dẫn dắt đội ngũ giỏi thì thủ lĩnh đó càng có trách nhiệm với nhiều người. Hoạt động cộng đồng nó sẽ là như vậy. Càng trách nhiệm với nhiều người, trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với nhiều người, và chúng ta không có sự thỏa hiệp với cái sự lười biếng và dễ dỗi của bản thân, như là lời thề mà chúng ta đọc trong mỗi buổi Zoom, đúng không ạ?
Trong quá trình theo dõi và quan sát của tuần qua thì ban nguyên tố xin đặc biệt trao tặng quân công cho một số các trường hợp rất là xứng đáng. Theo quan sát của ban nguyên tố, có thể là chưa thấy có những cái nhà ban nguyên tố chưa phát hiện ra những cái điểm sáng và từ các binh trại, nhưng ở đây ban nguyên tố xin trao tặng quân công cho những thủ lĩnh mà ban nguyên tố nhận thấy đã phát hiện ra những điểm sáng này và xin chia sẻ các quân công như sau. Đây ạ, mọi người đã nhìn thấy màn hình xe chưa ạ? Quân công của doanh trại tuần 2. Chúng ta sẽ có những quân công như thế này, lớn hay nhỏ thì chúng ta đều là quân công cả. Và quân công thì chỉ mang tính chất là động viên cho các thủ lĩnh và cũng trao tặng những cái phần đóng góp xứng đáng của các thủ lĩnh. Và không thể thiếu được phần quân công dành cho các thủ lĩnh đã đạt điểm xuất sắc trong việc tiến hành quân tuần 2. Điểm thì rất cao luôn ạ. Ở đây chúng ta có phát hiện ra điều gì đặc biệt không ạ? Ta có phát hiện ra điều gì đặc biệt ở đây không ạ? Đây có binh trại 2 thì vô cùng xuất sắc trong việc là đạt những cái điểm tối đa này, và không biết là cái form chấm điểm của nhật ký hành quân 2 nó có bị lỗi không? Ban nguyên tố có khi cũng phải cần phải kiểm tra lại. Tại vì là 1, 2, 3, 4, 5 5 thủ lĩnh của binh trại 2 đạt điểm tối đa luôn. Chúng ta có 210 điểm. Và tương đương với các cái câu hỏi trong hành trình cốt lõi của chúng ta. Thì đây là các thủ lĩnh sẽ nhận được một điểm, một hạt quân công của tuần này. Doanh trại của chúng ta có đồng ý không ạ? Và quân công thứ hai thì sáng nay cũng có một doanh trại cũng có một buổi truyền đuốc rất là xúc động, và tấm ảnh này đã chạm đến cái tâm huyết của rất là nhiều người. Ở đây có thủ lĩnh Ngọc Mai của binh trại 7. Thủ lĩnh đã ở ngoài trời mưa thực hiện tư thế chào và nhận đuốc. Đây gọi là tấm gương đuốc sáng trong mưa. Tấm gương này sẽ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không không có trong không có ngụy biện các cái hoàn cảnh, không đổ lỗi cho các hoàn cảnh. Ở cái hoàn cảnh nào chúng ta nếu như chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta không không lấy lý do về hoàn cảnh hay là không lấy lý do về ngoại cảnh. Thì thủ lĩnh Ngọc Mai rất là xứng đáng được một quân công và cũng là một tấm gương để cho toàn doanh trại mình có thể soi lại chính lương tâm của mình, xem đã bao nhiêu lần mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, đã bao nhiêu lần mình viện cớ này cớ kia để mà không thực hiện những cái lời hứa của mình và làm nhụt đi chính cái tâm huyết của mình. Thì ban nguyên tố xin trao tặng quân công đuốc sáng trong mưa cho thủ lĩnh Ngọc Mai, và hy vọng là trong 2 tuần cuối, chúng ta đã đi được một nửa hành trình rồi, trong 2 tuần cuối của chúng ta sẽ nhận được nhiều những cái tấm gương lay động và động viên có tính chất là tích cực cho toàn thể doanh trại, mang đến cái năng lượng tích cực cho toàn thể doanh trại để các thủ lĩnh của chúng ta có những cái niềm tin để cùng nhau tiến về đích. Tất cả các thủ lĩnh ở trong hành trình này thì ban nguyên tố đánh giá là đều là những thủ lĩnh rất là mạnh, có kỹ năng rất là tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta ở trong một tập thể, chúng ta không hoạt động theo cùng một vector, mỗi một người chạy đi một hướng, thì chúng ta sẽ không cùng một đích đến và chúng ta sẽ không cùng ngồi ở đây. Cho nên rất là hy vọng mỗi thủ lĩnh của chúng ta sẽ trân trọng hành trình, trân trọng với khoảng thời gian chúng ta cùng rèn luyện và cùng nhau về đích.
Văn Tú xin nhận những lời xác quyết cùng nhau đến cuối hành trình của các thủ lĩnh thả vào ô chát ạ. Và xin dừng mục trao quân công của Văn Nguyên Tú trong vòng tối nay ở đây ạ. Cùng nhau đến cuối hành trình chúng ta có thể thả tim vào trong không chat ạ. Tôi cùng cảm ơn các thủ lĩnh ạ. Xin trao lại mic cho ban điều phối. À, vâng ạ, xin chúc mừng các thủ lĩnh và các ca binh trại ạ. Dạ, các xin mời các thủ lĩnh cùng gõ vào phần ô chat xác quyết cùng nhau nha. Chắc là cũng ít có một cái hành trình hay mà một cái lớp học nào mà đội mưa đội gió để tham gia các buổi học như thế này ạ. Dạ vâng. À, phần tiếp theo là phần khơi nguồn, phần do thủ lĩnh Quang Minh chia sẻ về đào luyện quả xanh chiến lược nội dung theo năm thói quen ạ. Dạ vâng ạ, xin mời thủ lĩnh Quang Minh ạ. Xin chào tất cả các anh chị em thủ lĩnh. Hôm nay mình có rất nhiều quân công, đúng không ạ? Chúc mừng các thủ lĩnh. Chúng ta còn khoảng hơn chục ngày nữa là kết thúc hành trình K3 rồi, đúng không nào? Nhanh lắm. Một tháng thôi, đúng không ạ? Chuẩn bị hết tuần 3 rồi. Đến thứ 6 tuần này là hết tuần 3. Và còn khoảng tầm đâu đó chục ngày nữa là hết hành trình. Thế cho nên là giai đoạn này là giai đoạn mà nó sẽ có nhiều cái bài tập nó hơi oái oăm hơn một chút. Sắp tới sẽ có nhiều bài tập nó oái oăm hơn một chút. Thì cũng rất là mong các thủ lĩnh nhà mình cùng cố gắng thực hiện. Càng ngày vào nước độ bài tập sẽ càng khó. Và các hàng khó hơn như cả nhà. Đến đoạn cuối là chúng ta sẽ tuần cuối là gần như là tuần khốc liệt nhất của bài tập. Này, các thủ lĩnh cứ thong thả. Rất là ghi nhận cái tinh thần của rất là nhiều anh chị em. Chúng ta thấy là chúng ta tham dự hành trình này lý do tại sao về công việc thì rất là bận, nhưng mà chúng ta lại hướng đến nhau luyện đúng một sự thôi, một từ thôi là sự điềm tĩnh. Bởi vì trong cuộc sống của mình thì khó khăn nó đến bất cứ lúc nào. Và theo cả nhà thì khó khăn trong cuộc sống của mình với cái khó khăn trong bài tập mà ban tổ chức hay là ban Nguyên Tố đưa ra nó lớn hơn rất nhiều không ạ? Nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng khó khăn trong bài tập ở đây nó không là gì cả. Cuộc đời chúng ta sẽ gặp với vô vàn những khó khăn. Vậy thì nếu như chúng ta học được cách điềm tĩnh đối diện với mọi hoàn cảnh, thì chắc chắn là khi mà chúng ta lâm vào tình trạng thật thì chúng ta cũng sẽ có được cái sự trấn an chính mình. Và đây là hình ảnh. Đúng không ạ? Đây hình ảnh. Chúng ta rất ổn, đúng không ạ? Ai thủ lĩnh nào cũng ổn cả. Tuyệt vời. Đấy. Tôi là Chi Chỉnh Chu. Nhìn rất chỉnh chu. Sau đây là bài tập sống hiệu quả. Sáng sớm vào Zoom này, xong rồi thì lại làm bài tập. Trưa thì gọi đề nghị thân, chiều thì vượt hàng rào thép gai, tối lại học 55613, đêm về mơ binh trại. Tức là cả sáng đến tối là gắn bó với những cái từ này, không biết là có hiện trạng thực tế của các anh chị em thủ lĩnh nào không ạ? Thế thôi, cũng nhàn. Ok, tôi ổn. Đấy. Thì đây là hiện trạng thực tế. Rất hy vọng là chúng ta sẽ luôn giữ được cái sự điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh.
Trong bài tập hàng rào thép gai có một bốn câu thơ đấy, cả nhà có thuộc bốn câu thơ này không? Trong bài tập hàng rào thép gai ấy. Bài tập hàng rào thép gai nào cũng có bốn bốn câu thơ. À, trong nhật ký hành quân, đúng rồi. Chân lấm tay bùn có xá chi, mồ hôi nước mắt có ngại gì, vinh quang tủi nhục đời xoay chuyển, một lòng điềm tĩnh cứ bước đi. Chân lấm tay bùn là thể hiện cho những cái ngoại cảnh, mồ hôi nước mắt là thể hiện cho sự nỗ lực của chúng ta, vinh quang tủi nhục bởi vì đây nó chính là những cái ngọn gió đời, tám ngọn gió đời. Đây, nhật ký hành quân, đúng không ạ? Chân lấm tay bùn. Đấy, ngoại cảnh bên ngoài nó lấm và bùn có xá chi. Mồ hôi nước mắt tức là thể hiện cái sự lao công khổ tứ của mình phải bỏ ra. Vinh quang tủi nhục đời xoay chuyển. Chúng ta thấy tám ngọn gió đời nó quăng quật mình, đúng không ạ? Trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp phải cái điều này hết. Nhưng mà một lòng điềm tĩnh cứ bước đi. Thì đây là một cái điều mà của tinh thần thủ lĩnh chúng ta cần phải nắm. Và đây là một trong những cái điều mà những người thủ lĩnh khác, chúng ta cứ nghĩ rằng là ở đời của chúng ta đi phải phong ba bão táp, phải đi khắp núi này non kia. Nhưng chúng ta cùng nhau nghe cái bài thơ của nhà thơ, một trong những nhà thơ cực kỳ nổi tiếng của Ấn Độ. Vừa là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, rồi triết gia, Rabindranath Tagore. Ông nói rằng là tiêu dao năm tháng, du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước sân nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Một ngày đẹp trời chúng ta nhận ra giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô, nó cũng giống như cái thiên nhiên hùng vĩ chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu cảnh đẹp, có bao núi cao, có bao biển rộng, đúng không ạ? Tiêu dao năm tháng du ngoạn khắp vùng, sao ta không thấy ngay trước sân nhà. Điều này thể hiện cho điều gì cả nhà? Tại sao đi bao nhiêu nơi, núi cao biển rộng như vậy, nhưng tại sao không thấy trước sân nhà, giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô? Tại sao người này lại không thấy? Vì chúng ta không sống không đủ sâu, sống không đủ sâu, tức là mỗi một ngày trôi qua là một trang sách ấy, mình đọc không kỹ ấy. mình đọc sót. Có rất nhiều trang sách cuộc đời của mình, có rất nhiều thứ hay nó diễn ra trước mắt mình, nó diễn ra trước cuộc đời của mình nhưng mình không thấy. Và ngày hôm nay tự nhiên khi mà chúng ta lắng lại thì chúng ta sẽ thấy ra những vẻ đẹp mà trước giờ chúng ta cứ đi tìm kiếm ở đâu. Cho nên là vua Trần Nhân Tông có nói rằng là trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, là như vậy. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là
trong nhà mình có báu rồi, có đầy đủ tất cả những gì tuyệt vời rồi, nhưng mình lại cứ đi muốn tìm ra bên ngoài. Và chính vì chúng ta đi tìm cho nên là chúng ta phải tìm ở chỗ nào núi cao biển rộng, nhưng mà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô thì chúng ta lại bỏ quên. Vội đến vội đi vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp vội chia xa, vội ăn vội nói rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Vì chúng ta vội nên chúng ta không có sống sâu được. Cái vội đây là cái vội của tâm ấy, là cái tâm mình nó không có trọn vẹn, cái tâm mình không có nhiệt thành với cái thực tại đang diễn ra. Cái tâm của mình nó bị vỡ, nó muốn đạt được một cái vấn đề gì đó mà nó bỏ quên đi những cái thực trạng hiện tại. Đây một bài thơ rất hay, nói về những điều rất đơn giản, không có gì xa xôi hết ạ. Trong bài thơ Vội của nhà thơ Tánh Tuệ cũng có một câu là ngoài kia đâu thấy hoa hồng nở. Nó giống hệt như hình ảnh của nhà thơ Rabindranath Tagore có nói rằng là giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. À, ngay trước sân nhà, ngoài kia đâu thấy hoa hồng nở. Thì hai hình ảnh này giống hệt nhau ở một điểm là khám phá biết bao nhiêu non cao biển rộng, cảnh đẹp bên ngoài. Nhưng những thứ trước mặt mình, ngay cạnh mình, bên cạnh mình thì chúng ta không có khám phá nó. Thì đây một trong những cái điều vô cùng quan trọng. Và nếu như chúng ta không trân trọng những gì chúng ta đang có thì chúng ta sẽ hối tiếc bởi vì gì chúng ta đã từng có, đúng không nào? Cho nên là cái sự trọn vẹn lặng lẽ là cái việc chúng ta trải nghiệm được, chúng ta nhiệt thành được với những cái gì đang diễn ra trước mặt mình, nhiệt thành với những gì đang hiện tại, nhiệt thành với những gì mình đang có, mình trọn vẹn hết lòng với nó, tức là dành cả cái tấm lòng cho những gì chúng ta đang làm. Một người bác sĩ nói rằng là tôi là người bác sĩ mà. Thế thì một người bác sĩ khi rửa bát thì đừng rửa bát với phong cách của bác sĩ rửa bát, mà hãy rửa bát với phong cách là tôi là người rửa bát, thế thôi. Một người làm giáo viên, khi chúng ta rửa bát, chúng ta cũng bỏ qua cái danh vị tôi là giáo viên rửa bát, mà tôi chỉ là người rửa bát thôi. Chúng ta dành cả cái tấm lòng bỏ qua tất cả những cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng là việc này không quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta nghĩ rằng là tôi là bác sĩ thì việc cứu giúp người khác, chữa bệnh cho người khác là việc quan trọng. Và từ đó chúng ta sinh ra những việc còn lại là việc không quan trọng. Và điều gì sinh ra nếu như chúng ta coi đây là việc không quan trọng, chúng ta không có trọn vẹn cho nó, sống không có hết lòng với nó. Và xin chúc mừng cả nhà là cuộc đời chúng ta chỉ có 8 tiếng làm việc, 24 trừ 8 bằng 16 tiếng. Và chúng ta coi 8 tiếng là quan trọng, còn 16 tiếng còn lại là không quan trọng. Thì chúng ta đã bỏ lỡ 2 phần 3 cuộc đời của mình. Chúng ta trong 80 năm bỏ lỡ 50 năm cuộc đời với cái cách như thế này. Cho nên là ngạn ngữ của Phương Đông có một câu rất hay là ai là người quan trọng nhất cuộc đời của bạn thì người đấy chính là cái người đối diện bạn bây giờ, là người quan trọng nhất cuộc đời của bạn. Tức là mình làm gì mình trọn vẹn cho việc đó, việc gì đang làm là việc đó là việc quan trọng nhất. Nha. Thế bây giờ mình học cách sống như thế này. Đây là một nghệ thuật sống, một phong cách sống. Nó không phải là một hình thức tôn giáo tín ngưỡng. Nó cũng không phải là một phương pháp gì đó quá thiên về việc mình phải tô vẽ cho mình cái hình ảnh gì cả. Mà đây thực sự là một nghệ thuật sống mới. Và nếu như chúng ta sống với như thế này thì chúng ta cảm thấy cái gì chúng ta cũng rất là an ổn, trọn vẹn. Thì cái việc sống trọn vẹn lặng lẽ là một trong những điều rất quan trọng. Khi mà chúng ta nhận ra tự nhiên chúng ta đang nói chuyện với một người, ví dụ đi mình đang làm việc, một người hỏi mình một câu gì đấy, chúng ta không trọn vẹn với cái câu trả lời đó, chúng ta chỉ có mong muốn là thôi thôi họ trả lời cho nó nhanh, hoặc là trả lời xong là tôi không biết cho nó xong, cho họ đi,
Không biết là cả nhà đã từng có những tâm trạng kiểu như vậy chưa? Là mình đang bận cái này xong người khác hỏi mình, sau đó thì mình chỉ có trả lời là không biết, mặc dù mình biết nhưng mình vẫn nói là không biết để nhanh cho họ đi, để mình tiếp tục làm công việc đó. Thì như vậy không được coi là trọn vẹn chân thành, nhiệt thành với những gì đang diễn ra. Không biết là mình đã kể với cả nhà câu chuyện về cậu bé đi trên bãi biển và nhặt những con sao biển chưa? Và nếu như chúng ta đang chưa trọn vẹn lặng lẽ với những gì mà đang diễn ra trước mặt mình, chưa thực sự nhiệt thành với nó, chưa thực sự dành cả cái tấm lòng để làm với nó, thì chúng ta phải xem lại bản thân mình. Nên là bản thân mình là người có cái tâm tham vọng lớn. Và thường mình khi mình đã tham vọng lớn thì mình coi việc thì mình sẽ có sự phân biệt khi làm việc. Việc này là không phải việc của tôi. Việc này là việc tay chân. Việc này là việc nhỏ. Việc này là việc không cần thiết. Và khi chúng ta phải làm những việc mà chúng ta đặt ra cái quan niệm đó thì chúng ta thường sinh ra sự chối bỏ rất mạnh, đặc biệt là làm những công việc nhà. Bản thân mình không thích làm việc nhà và đến bây giờ cũng không thích làm việc nhà. Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn phải dặn lòng mình là mình phải làm để mình soi lại chính mình. Mình vẫn phải cầm cái chổi lên mình quét nhà, mình vẫn phải làm việc này việc kia, nấu cơm rửa bát bình thường, không phải làm việc đó để đạt được cái mục tiêu gì quá là lớn cả, chỉ đơn giản là để mình soi lại chính mình, để mình xem rằng là liệu rằng mình thực sự có nhiệt thành được với những cái việc như thế này không. Chỉ khi nào chúng ta thực sự trọn vẹn lặng lẽ ngắm nhìn toàn bộ tất cả cái diễn trình tâm lý của mình ở cái đoạn đó thì chúng ta mới thấy được, khám phá được con người mới của mình, và chúng ta thấy khám phá được vô cùng những cái bài học hay, và rồi một ngày nào đó chúng ta cũng có cái sự ngộ ra giống như nhà thơ Rabindranath Tagore, làm rất nhiều việc lớn không trọn vẹn việc nhỏ, kiểu như vậy. Nên bây giờ chúng ta làm việc gì á, cả nhà cũng nhớ nha, là trọn vẹn nhiệt thành cho những gì chúng ta đang làm, trọn vẹn với nó, hết mình với nó. Trọn vẹn nhiệt thành nhưng không quên mất chính mình nha. Nhiều người trọn vẹn với công việc nhưng đừng quên chính mình. Nên nhiều người hôm trước mình không nhớ là một là thủ lĩnh nào đó có nhắn tin trong nhóm Zalo ấy, nói rằng là mùa này mùa thu mà, nên là tự nhiên ký ức nhớ lại người yêu cũ. Không biết ở đây có ai cứ đến mùa thu thoang thoảng hoa sữa về à, chúng ta đi trên con phố se se lạnh của đường phố Hà Nội đấy, chúng ta nhớ lại mối tình đã qua. Mình cứ đi qua một con phố lại nhớ lại một cô, bởi vì hồi hồi sinh viên là có rất nhiều mối quan hệ cứ đi qua một con phố là nhớ lại một cô, hình ảnh nhiều lắm hồi trẻ mà. Thì thủ lĩnh này mới nói rằng là mùa này nhớ hay nhớ người yêu cũ, thì mình bảo rằng là nếu nhớ người yêu cũ thì cứ nhớ nhưng đừng quên chính mình là được. Nhớ người yêu cũ mà quên chính mình thì sinh ra sự dính mắc đau khổ lắm. Còn nhớ người yêu cũ mà nhìn ra mà nhận diện được tâm lý của mình thì mình sẽ học được rất nhiều bài học từ cái việc nhớ đó. Nên là đừng đừng cố để quên, càng cố quên thì càng nhớ thôi. Nhưng mà học được cái điều gì từ cái việc cứ bị dính mắc bởi cái người ấy, chúng ta sinh ra được rất nhiều cái bài học từ đó. Trải nghiệm nha. Thì có mấy cái điều muốn chia sẻ với cả nhà về cái thông điệp của cái từ trọn vẹn lặng lẽ đó trong cái buổi ngày hôm nay, vì cái từ khóa thư giãn thả lỏng là chúng ta nói khá là kỹ rồi. Thư giãn thả lỏng là giai đoạn một của cái tiến trình soi sáng lại chính mình. Là đầu tiên là chúng ta phải để cơ thể của mình nó rộng mở, tâm lý của mình nó hào phóng thì chúng ta mới quan sát được. Và khi mà chúng ta có cái sự hào phóng, có cái sự rộng mở trong tâm mình rồi á,
thì những cái ý đồ, những cái mong muốn bên trong con người của mình nó bớt chi phối mình đi, thì khi đó mình mới trọn vẹn để ngắm nhìn, để quan sát được mọi thứ nó đang diễn ra một cách nó được trong sáng được. Thì nó là giai đoạn nhá. Giai đoạn 1 là trọn vẹn, là thư giãn thả lỏng trước. Đó, giai đoạn này làm tốt, sau đó thì mới đến giai đoạn 2 là gì, mình trọn vẹn lặng lẽ với những gì mình đang làm. Và trong khi mà mình làm, mình trọn vẹn lặng lẽ với những thứ mình đang làm, mình lại nhận diện ra hình như mình đang căng cứng, mình đang hơi khó chịu, mình đang hơi bất an, mình đang hơi gồng cứng nào đó chẳng, chúng ta lại quay về thư giãn thả lỏng. Thì tiến trình này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đó, thì cho nên là có một cái câu thơ là như thế này. Một cái câu thơ mà cũng tự nhiên khi mà mình ngắm nhìn con suối, nhưng không phải suối thật, suối trong clip. Ngồi lặng nhìn con suối, nước chảy về miền xuôi, giọt nước kia bao tuổi, chở sự sống nhẹ trôi. Ngồi lặng nhìn con suối, nước chảy về miền xuôi. Suối, nước nó có một cái phẩm tính nó khác với gió ở một điểm. Là gió thì đổi chiều, nhưng nước rất ít khi đổi chiều. Nước là thuận, thuận dòng. Chỗ nào trũng thì chảy xuống. Còn nước là, gió là thay đổi. Nên là nước là đặc tính của F. Còn gió là đặc tính của ông I trong DISC. Hay rất hay đổi chiều, đổi cực. Và khi trọn vẹn lặng lẽ, ta có sự trầm lặng. Ta lặng nhìn ai đó, rỗng lặng, trong sáng mà không có định kiến về người đó. Và nếu có định kiến về người đó, khởi sinh thì cũng không ràng buộc mình quá đáng. Ta tự thấy có một tình thương nhẹ nhẹ khởi sinh trong tâm, kể cả người đối diện ta đang bất an, phiền não. Thái độ thư giãn thả lỏng giúp ta đón nhận được cuộc sống rộng mở và không phụ thuộc vào một trạng thái nào, cho dù đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, sinh hoạt. Nên là đây là cái phần thực hành rất quan trọng, và với góc nhìn của mình, đây là cái phần thực hành quan trọng nhất cuộc đời của con người. Sứ mệnh của con người sinh ra là để giác ngộ chính mình, để hiểu về chính mình. Bởi vì chúng ta biết cái diễn trình tâm lý của tâm, tất cả những gì chúng ta nhìn được, bây giờ mình chia sẻ với cả nhà này. Chắc chắn điều này là điều mà cả nhân loại, nói ra thì nó hơi ngã mạn, nhưng mà chúng ta thử khám phá điều này nha. Có thể đây là cái sự thật quan trọng này. Chúng ta nhìn thấy cái giọt nước này màu gì cả nhà? Cả nhà thử gõ xuống giúp mình nha. Chúng ta thấy giọt nước này màu gì ạ? Dạ, cảm ơn cả nhà. Rồi, ở đây cứ cho là nó màu xanh đi. Màu gì cũng được. Màu xanh hoặc màu trong suốt cũng được. Mất tiếng hay sao? Alo. Alo, được chưa? Rồi, được rồi. Theo cả nhà thì cái lá này màu xanh, đúng nào? Cái lá này màu xanh đi. Vậy thì con chó nó nhìn cái lá này có phải là màu xanh không? Chưa chắc.
Đúng. Vậy thì chúng ta có chắc là mắt chúng ta nhìn đúng được cái màu của lá này không? Chúng ta có chắc được cái mắt của mình nhìn đúng được cái màu của lá không? Đó là vấn đề của cuộc sống nha. Từ đấy chúng ta phát hiện ra một điều này. Tất cả những gì chúng ta thu nạp được từ tất cả những cái cổng giác quan của con người á, từ ở đây là cái tiến trình diễn hình tâm lý của tâm này. Đây là bí mật nhân loại. Là tất cả những gì chúng ta nhìn được là ảo ảnh, không phải sự thật. Cả nhà phải nắm chắc tiến trình này nha. Để mình mở lại cái tiến trình này. Cả nhà có nhớ cái tiến trình 5 pha không ạ? Đây là một trong những phần cốt lõi nhất của việc học về tâm lý con người đấy. Mình không nắm được cái này thì mình gần như là chúng ta sẽ không, chúng ta học không có đi sâu vào được tâm lý đâu ạ. Chúng ta nhìn cái tiến trình này nha. Đây này, theo cả nhà cái màu xanh của mình ấy nó nằm ở pha thứ mấy ạ? Chúng ta biết được màu xanh là thông qua pha thứ mấy ạ? Màu xanh nó hiện ra ở pha thứ mấy ạ? Tương tự như vậy với các giác quan khác là mắt, mũi, tai, lưỡi. Đúng rồi, chị Lâm Thảo trả lời đúng. Chị Lâm Thảo đã trả lời đúng. Cảm tưởng là màu xanh. Màu xanh là phối hợp của ba cái nhân tự nguyên tố là giác quan, ngoại cảnh và thức thì mới tạo ra được màu xanh. Chứ màu xanh không nằm ở ngoại cảnh. Đây là bí mật. Cho nên nếu chúng ta nói là cây màu xanh thì nó là tương đối hay tuyệt đối ạ? Là tương đối thôi. Tất cả những gì chúng ta nhìn được thế giới quan thông qua tất cả ngũ quan của chúng ta đều là ảo ảnh hết, không phải sự thật. Chúng ta nhìn cái bề mặt của cái mặt bàn này là hình phẳng đúng không nào, nhưng nếu chúng ta zoom gần thì nó có phải hình phẳng không? Nó lỗ chỗ hàng nghìn những cái lốm đi ti á, chúng ta không nhìn thấy được hết đâu. Vậy thì những gì chúng ta nhìn được trong thế giới này là ảo ảnh. Thông ảo ảnh này được là sản phẩm của giác quan cộng ngoại cảnh cộng với thức của chúng ta thì sinh ra được cảm nhận là màu xanh. Tức là những gì chúng ta cảm nhận được thế giới này là sản phẩm của ba cái thành tố kia xúc nó tác động đến, không phải sự thật. Nhưng có một thứ là sự thật nha. À, bí mật này, lại thêm một cái điều bật mí nữa này. Bí mật. Vậy thì rõ ràng là nếu như mà cái không phải cái gì không phải sự thật, cái cốc là phải sự thật không? Cái sách là phải sự thật không? Có một thứ là sự thật. Là gì? Là gì đây? Nên mình không biết là cả nhà học về rất nhiều người bảo là hiểu biết là nhìn thấy đúng sự thật như nó đang là này, rồi hiểu về sự thật này thì mình không biết cái sự thật đấy là sự thật gì. Nhưng với trải nghiệm riêng của mình á thì nó phải thực tế. Phải giải thích được bằng khoa học, bằng phân tích được, không bằng mơ hồ, phải thực chứng được, phải thấy được. Vậy thì từ bây giờ chúng ta thấy này, chúng ta nói là cái cây này màu xanh thì theo cả nhà đấy là tuyệt đối hay tương đối? Chúng ta nói biển nước biển màu xanh, chúng ta nói cái quạt kia màu vàng, chúng ta nói cái này màu kia thì đấy là thực của cái vật đấy hay đấy chỉ là sản phẩm do ba cái thành tố kia cộng lại với nhau? Nó là tương đối. Tất cả những gì mà chúng ta gọi tên ra nó đều không phải sự thật hết. Đã gọi tên ra là không có đầy đủ, không có trọn vẹn. Nó chỉ là một tiến trình thôi. Vậy thì nhiều người hỏi là tâm là gì? Tâm là gì đây? Tâm ở bên trong mình hay bên ngoài mình?
rất nhiều người nói rằng là học đạo là phải tu tâm. Vậy thì mình hỏi là tâm là gì thì không trả lời được. Cả nhà nhìn đây có thấy được tâm không? Thì không hiểu về tâm thì họ nói gì câu chuyện tâm lý. Trả lời rất là mơ hồ. Thế tâm là gì? Tâm ở bên ngoài hay bên trong? Những người đã tu tập và quay về bên trong. Vậy mình không phải. Không có bên ngoài lấy đâu ra dữ kiện ở bên trong. Chúng ta thấy xúc, giác quan, ngoại cảnh và thức. Thì cái nào là bên ngoài, cái nào là bên trong? Vậy thì nếu như chúng ta nói là tâm là bên ngoài thì có đúng không? Chúng ta nói tâm là bên trong có đúng không? Nếu như dựa theo cái tiến trình này. Cái này có khó không ạ? Cái này nếu như khó quá thì bỏ qua nha. Nếu chúng ta khám phá ra điều này, chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật rất thú vị. Những gì chúng ta đã học từ trước đến bây giờ chúng ta tưởng là hay nhưng thực tế nó không phải sự thật. Chúng ta thấy sự thật thực sự cuộc sống này nó tuyệt diệu vô cùng. Tâm là bên ngoài hay bên trong? Hay là cả trong lẫn ngoài? Hay cũng không bên ngoài cũng không bên trong? Trong, nếu như trong là trong cái gì và ngoài là ngoài cái gì? Nếu như tâm là bên trong, vậy thì bên trong là cái gì ạ? Nếu như không có một ví dụ đi, không có ngoại cảnh, theo cả nhà nhá, nếu như không có ngoại cảnh tức là đối tượng của giác quan, thì cái tiến trình này nó có diễn ra không ạ? Cái tiến trình lộ trình tâm đây này, cái này đó chính là lộ trình tâm nha cả nhà. Từ pha 1 đến pha thứ 5 này, đây là lộ trình tâm. Đây một cái lộ trình tâm. Và nếu như không có ngoại cảnh, không có giác quan thì có lộ trình tâm không ạ? Không có lộ trình tâm. Đúng rồi, không có lộ trình tâm. Và đây là sự khác nhau giữa chúng sinh hữu tình và vô tình. Hữu tình là có cái pha thứ nhất nó diễn ra. Còn vô tình là không có. Ví dụ cục đá theo cả nhà này nó có giác quan ngoại cảnh và thức không ạ? Nó có. Cục đá không có. Nên nó không có lộ trình tâm. Nha. Thì cho nên là chúng ta mới thấy là tâm là bên trong hay bên ngoài. Chúng ta nói là bên trong chỉ là nói là bên trong ấy là vì chúng ta nói đến cái pha thứ hai đây này cả nhà nhá. Pha thứ hai, pha thứ ba, pha thứ tư. Pha thứ hai và thứ ba là chủ yếu là toàn bộ cảm nhận bên trong con người của mình nhìn nha, nhìn thế giới bên ngoài nó là như thế nào. Nhưng thực tế nó là cái gì ạ? Sự sản phẩm của cả bên trong và cả bên ngoài không tách rời. Nếu như không có bên ngoài thì cũng không có bên trong. Nên chúng ta nói là tâm là bên trong cũng không đúng. Mà chúng ta nói là tâm ở bên ngoài cũng chẳng đúng. Nó chỉ là sản phẩm của một cái lộ trình. Giống như chúng ta, bây giờ chúng ta theo cả nhà thì chúng ta sinh ra từ bố hay từ mẹ? Theo cả nhà chúng ta sinh ra từ bố hay từ mẹ? Mình nói luôn là không phải, cũng không phải cả hai luôn nhá. Bố với mẹ đã đủ chưa? Có bố có mẹ rồi đã đủ chưa? Chưa đủ đâu. Thì chúng ta thấy đây là một trong những cái phần tương đối khó, tương đối khó nhá. Nhưng mình cũng muốn gieo duyên cả nhà với cái một cái ngành khoa học về tâm lý con người mà được khám phá hơn 2600 năm rồi. Và từ cái lộ trình này chúng ta khám phá cho bản thân của mình. Và đây, cả nhà khám phá được cái tiến trình này thì chúc mừng cả nhà, thực sự chúng ta đã hiểu về bản thân của mình. Còn bản thân của mình không phải là chúng ta xem à, chúng ta cân nặng bao nhiêu, chúng ta mắt mũi tai lưỡi như thế nào, chúng ta thích cái ngành nghề này, thích ngành nghề kia. Thì đấy, tất cả những cái thích thích đó nó chỉ là sóng, nó không phải là nước, nó chỉ là cái bề nổi à, mình tính cách này, mình tính cách kia, đúng không nào? Thì cái đấy nó là sóng, nó vẫn tốt, nhưng nó là hiện tượng. Nhưng nếu như thực sự chúng ta khám phá là cái diễn trình tâm lý này, chúng ta bắt đầu thực sự thấu hiểu về bản thân của mình. Cho nên Krishnamurti có nói rằng là người có hiểu biết là người hiểu biết về diễn trình tâm lý của chính mình. Và thế nào là diễn trình tâm lý của chính mình? Thì đây chính là diễn trình tâm lý.
Hiểu về những giai đoạn này chắc chắn chúng ta sẽ hiểu hơn về bản thân của mình. Nhưng cái này chúng ta mất nhiều năm để thấu hiểu nha cả nhà. Hôm nay chỉ là mình gieo duyên thôi. Và bản thân mình cũng đang thực hành và thấu hiểu từng ngày cái diễn trình này. Và chỉ đơn giản là giác ngộ chính mình thôi. Nên là chúng ta cứ nghĩ là giác ngộ là thấy cái gì đấy cao siêu lắm, nhưng với góc nhìn của mình, bạn thấu hiểu được chính bạn. Đấy là cái quan trọng nhất rồi, bởi vì sự thật nằm ở tiến trình này, nhìn thấy được sự thật đây này. Đấy, còn tất cả những gì chúng ta gọi là thấy được sự thật, là thấy cái này, thấy cái kia, hiện tượng này, hiện tượng kia trong đời sống, thấy bằng mắt thịt của mình ấy, đều là ảo ảnh hết, không phải sự thật hết, đều là ảo ảnh. Nên dùng giác quan để thấy được sự thật của cuộc sống thì không bao giờ thấy được. Bởi vì tất cả những gì chúng ta thấy được thế giới này đều là cảm nhận và cảm tưởng từ thế giới chứ không phải là sự thật. Đều là sản phẩm của pha 1 nó dẫn đến pha thứ 2. Nên chúng ta nói rằng là tôi nhìn thấy cây này màu xanh như nó đang là màu xanh thì thực tế nó chỉ là cái ảo ảnh thôi. Cảm nhận của mình về cây cây đó thôi chứ không phải là cái cây nó thực như vậy đâu. Rất nhiều người có ánh hào quang nhưng chúng ta không nhìn thấy được. Đây là thể ánh sáng. Chúng ta chỉ nhìn thấy được cái thể thô này thôi, còn tất cả những cái vầng hào quang xung quanh con người của chúng ta không thấy được. Thể khí rồi thể ánh sáng không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được những cái thể thô như là thể nước rồi thể đất và cơ thể mình này, còn thể cao hơn như là thể ánh sáng hay là thể khí là chúng ta không nhìn thấy được từ người khác, nhưng nó vẫn hợp thành cái cơ thể của mình đấy, chúng ta không nhìn được thôi. Vậy thì những gì chúng ta nhìn được ở cái cây, chúng ta nhìn được cái con đường, nó chỉ là một hiện tượng, nó chỉ là một cảm nhận mà chúng ta đã nhìn về cái vật, sự vật đó thôi, chứ không phải thực của sự vật đó. Nhưng có một nơi chúng ta có thể khám phá được sự thật, là sự thật nơi diễn trình tâm lý của chính mình thì hoàn toàn chúng ta khám phá được. Là khi chúng ta nhìn một vật, chúng ta cảm nhận được cái năng lượng, cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra, nó xảy sinh những cái mong muốn này, nó phát tác thành hành vi, nó tạo ra chúng ta cái quả khổ hoặc vui. Toàn bộ cái diễn trình này chúng ta nhìn được. Thì tức là chúng ta đang khám phá được bản thân mình, sự thật bên trong con người của mình. Mắt nhìn thấy bông hoa là pha thứ nhất. Nhớ kỷ niệm đã qua là pha thứ hai. Muốn gặp người khi ấy, pha thứ ba. Tìm gặp dẫu đường xa, nhảy nhảy thành hành vi. Cả nhà thấy không? Bốn câu thơ này là nói về đúng bốn pha nhá. Mắt nhìn thấy bông hoa tức là gì? Mắt này. Bông hoa là ngoại cảnh đúng không nào? Nhớ kỷ niệm đã qua là cảm nhận, cảm tưởng, hồi tưởng lại những gì đã qua. Muốn gặp người khi ấy, muốn gặp người khi ấy là nảy sinh một cái mong muốn, một cái mong cầu, một cái khát khao muốn gặp được cái người người ngày xưa đã tặng mình bông hoa, hoặc là người ngày xưa mình đã tặng họ bông hoa nào đó. Nhìn thấy bông hoa hồng, nhìn thấy bông hoa huệ, nhìn thấy bông hoa hướng dương, nhìn thấy bông hoa huyệt xuyến chi, đấy, bất cứ một bông hoa nào. Muốn gặp người khi ấy trở thành hành vi là tìm gặp, dẫu đường xa là phi đi gặp ngay, dẫu đường xa nghìn trùng vẫn gặp. Gặp được thì vui, không gặp được thì buồn, sinh ra quả khổ quả vui. Đây là diễn trình tâm lý của mình nhìn được cái hành vi thúc đẩy bản thân mình. Cả nhà có thể là viết những bài thơ ngắn ngắn như thế này nhá. Tác ý viết bài thơ ngắn ngắn như thế này nói về diễn trình tâm lý của mình. Đấy, đầu tiên mắt tiếp xúc với ngoại cảnh, giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh. Đấy, sinh ra cảm nhận cảm tưởng, có cảm nhận cảm tưởng xong thì sinh ra sự tác ý mong muốn, có mong muốn xong trở thành hành vi hành động. Có hành động xong kết quả của hành động thì sinh ra kết quả khổ hoặc vui. Toàn bộ diễn trình này chúng ta quan sát được lập tức nó sẽ cho chúng ta rất nhiều bài học. Cứ từ từ nhé cả nhà. Cái này khi nào chúng ta đủ sâu chúng ta sẽ nói thêm. Bởi vì trong từng cái giai đoạn này nó alo alo được chưa? Alo được rồi. Hôm nay là mic đi mượn nên là mình để quên mic ở quê, lên đây mượn anh Thắng này, chắc có thể là nó hơi trục trặc một tẹo, hơi kệ nha. Thì hôm nay mình sâu qua với cả nhà về về diễn trình tâm lý của tâm này, rất hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau nghiền ngẫm thêm về diễn trình này.
Chúng ta hiểu hơn về diễn trình này, lập tức sau này chúng ta xếp này. Phương pháp này của cụ cần là nằm ở đoạn nào, phương pháp này là của cụ bất cứ một một ai đó nằm ở đoạn nào chúng ta nhìn được. Ví dụ, cụ nói rằng là đừng bao giờ để mặt mình biến sắc. Thế thì theo cả nhà này, cái câu mà cụ cần nói rằng là đừng bao giờ để mặt mình biến sắc khi giận ai đó thì theo cả nhà nó nằm ở bước nào ạ? Đừng bao giờ để mặt mình biến sắc nằm ở đoạn nào ạ? Đúng không? Là đừng để trổ ra thành hành vi là mặt của mình biến sắc này, mồm của mình bắt đầu nói năng lung tung này, hành vi khô tay động chân, đúng nào? Đấy, tức là gì? Cụ ngăn mình ở cái đoạn từ pha thứ ba là bên trong con người của mình có rất nhiều cái sự tâm ý giận dữ, khó chịu, thậm chí có cái ý muốn triệt phá người khác, phản pháo người khác, phản ánh người khác. Đó, thì nó dừng lại ở cái đoạn này, không sang thành hành vi nữa. Ghim lại, dán mồm lại. Không nói, giận không nói, dán mồm vào. Rồi khi mà ví dụ như là một anh chị em nào đó mà đang có gia đình, đang có người yêu mà nhìn thấy một người khác giới, tự nhiên mình rung lên bần bật. Tự nhiên có một cảm giác như vậy thôi, ai biết được nó đến từ đâu đâu. Mình không mong muốn như vậy đâu, nhưng tự nhiên nó đến. Đúng nào, từ việc mình nhìn thấy một cô gái này, bên trong cảm nhận, cảm tưởng của mình này, và có một cái mong muốn nào đó tiến lại gần, tiếp xúc với cô gái đó, đúng nào? Chúng ta dừng lại việc đó. Thì thường ạ, mới đầu tu tập, mới đầu rèn luyện bản thân mình thì thường sẽ luyện từ pha thứ ba này để không trổ thành pha thứ tư. À, còn nếu như chúng ta dùng pháp môn, dùng cái phương pháp thư giãn thả lỏng trọn vẹn lắng lẽ, chúng ta sẽ bắt đầu trọn vẹn được từ pha thứ hai này trở đi. Toàn bộ tất cả những cái diễn trình cảm nhận, cảm tưởng bên trong con người của mình, cảm nhận trên thân và cảm tưởng là tâm, cả nhà nha. À, mình chưa nói cái chi tiết này, là cảm nhận trên thân và cảm tưởng là của tâm. Cảm nhận trên thân tức là gì? Khi mà chúng ta nóng giận, chúng ta có quan sát được toàn bộ diễn trình cái cơ mặt của mình, cái nóng giận, rồi cái huyết quản của mình nó đang tăng không? Cảm tưởng tức là tất cả những cái suy nghĩ bắt đầu nó diễn trình tâm lý của mình, nó nhảy lên. Đấy, nó nói với mình cái này cái kia. Từ đó nó sinh ra cái mong muốn. Nếu như chúng ta trọn vẹn lặng lẽ quan sát được diễn trình tâm lý thì đến cường độ của pha thứ ba nó bắt đầu nhẹ xuống, pha thứ tư nó nhẹ xuống. Nếu như pha thứ hai chúng ta hãm được, quan sát được lặng lẽ thì không bị chi phối nhiều nữa, nó nhẹ đi. Còn một phương pháp nữa là cắt xúc, cắt đối tượng đi, thì phức hợp, nó nhìn chung chúng ta sử dụng phức hợp các việc thì tùy. Thực tế nó không tuyến tính như mình chia sẻ với cả nhà đâu, thực tế nó khác lắm. Nó không hề tuyến tính như cách mà mình chia sẻ. Nó không hề gọi là một đường như mình chia sẻ. Nó rất nhiều đường. Nó rất nhiều cái yếu tố phức hợp với nhau. Mình vừa cắt xúc, mình vừa quan sát thư giãn thả lỏng, mình vừa tác ý. Cả nhà sẽ cảm tưởng trong lúc mà mình rèn luyện, nó sẽ diễn ra một phức hợp tất cả những cái động tác đó với nhau cùng một lúc. Chứ không phải nó tuyến tính như cách mà mình chia sẻ diễn theo từng cái giai đoạn này đâu. Lý thuyết nó sẽ khác thực tế một tí. Bởi vì nó rất là nhanh, chúng ta không kịp phân đoạn được như này đâu. Vô cùng nhanh, nhanh lắm. Nha. Thế cho nên là chúng ta trải nghiệm giáo dục là thấu hiểu chính mình là đây. Đây là bản thân mình này. Tất cả diễn trình tâm lý này của mình. Đó, nha. Rồi chúng ta học, chúng ta đọc sách cụ cần, cả nhà giúp mình là một động tác là soi lại tiến trình tâm lý này. Soi lại tiến trình này xem cụ đang dùng ở giai đoạn nào. Tự nhiên chúng ta hiểu bài hơn một sốc sâu sắc nha. Rồi, tiếp theo. Nội hàm tiếp theo. Hôm nay chúng ta nói về chiến lược nội dung. Chiến lược nội dung để xây dựng nội dung bài tập. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về năm thói quen đấy cả nhà.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về 5 thói quen một cách rõ ràng hơn để chúng ta hiểu cái why của nó. Chúng ta thấy này, lý do tại sao chúng ta phải dùng 5 thói quen này. Thì chúng ta thấy này, có phải là một người thủ lĩnh thì sẽ cần phải có sự cân bằng cả hướng nội và cả hướng ngoại. Thì hướng nội là gì? Là mình sống hiểu biết và sống hiệu quả, là hướng nội, là hướng về bên trong mình. Hướng ngoại là hướng ra bên ngoài, là có nâng đỡ và cống hiến, là chúng ta hướng ra bên ngoài, giúp đỡ người khác, giúp đỡ cộng đồng. Còn cái sống tỉnh thức hay sống điềm tĩnh ấy, chúng ta không coi là hướng nội hoặc hướng ngoại. Vì sao? Tại sao điểm sống điềm tĩnh hay sống tỉnh thức không được coi là hướng nội hoặc không được coi là hướng ngoại? Hướng nội là hướng ở bên trong, hướng ngoại là hướng ra bên ngoài. Dạ, vì không có bên ngoài thì lấy gì để thấy bên trong? Chúng ta vừa nói về lộ trình tâm rồi đây. Sự điềm tĩnh chính là nhận diện được lộ trình tâm của mình, nhận diện được diễn trình tâm lý của mình. Thì sống tỉnh thức là quá trình nhận diện được thân tâm và cảnh. Thân tâm của mình và cảnh vật bên ngoài, là ngoại cảnh bên ngoài, là nhận diện được cả hai. Sống điềm tĩnh, sống tỉnh thức không phải là lối sống cắt không nhìn ngoại cảnh nữa, hoặc là cắt không có giao tiếp với người khác nữa, không phải như vậy. Đấy là cô lập, độc lập không cô lập. Còn như vậy là chúng ta cô lập rồi, không phải độc lập nữa. Độc lập tức là nhìn nhưng mà không bị dính dáng gì đến nó, không bị nó chi phối. Nghe âm thanh vẫn nghe bình thường nhưng không bị chi phối. Nhìn mọi vật, sự vật xung quanh vẫn nhìn bình thường nhưng không ít bị chi phối. Đấy gọi là độc lập. Còn cô lập là gì? Mình là mình ly khai khỏi nó, chạy. Đấy gọi là cô lập. Thế cho nên là sống tỉnh thức hay sống điềm tĩnh thì không được coi là hướng nội hoặc hướng ngoại. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong 5 thói quen thì xét về khía cạnh của hướng nội và hướng ngoại thì nó cân bằng. Cái thứ hai nữa là xét về khía cạnh xây dựng đội ngũ và phát triển bản thân, thì sống hiểu biết, sống hiệu quả, sống tỉnh thức chính là phát triển bản thân mình. Sống nâng đỡ để phát triển đội nhóm, và sống cống hiến để phát triển cộng đồng. Thì có phải là 5 thói quen này rất cần thiết để chúng ta xây dựng công việc, làm công tác văn hóa đọc không ạ? Đầu tiên chúng phải lấy bản thân mình làm gốc, đào luyện bản thân, đúng không nào? Thứ hai là xây dựng được đội ngũ, và thứ ba là phải phát triển được cộng đồng. Vậy thì cả nhà thấy có thể phải là trong hành trình của chúng ta ở đây, chúng ta đã được làm đủ 5 bài tập này hàng ngày. Có bài tập hướng về bản thân mình, có bài tập phải tương tác, tương giao với bạn bè, đội ngũ, có bài tập phải tương tác với người thân, cộng đồng, bạn bè. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện được 5 thói quen này xong, tức là chúng ta đã làm xong công việc của người làm thủ lĩnh văn hóa đọc. Hôm nay tôi học được điều gì không, là sống hiểu biết. Hôm nay tôi có sống hiệu quả không, để bớt đi những việc thừa thãi. Hôm nay tôi có sống điềm tĩnh không. Hôm nay tôi có giúp được đồng đội, anh em, những người xung quanh của mình không. Hôm nay tôi có làm được điều gì hữu ích cho cộng đồng không. Khi chúng ta làm tốt cái này thì tự nhiên chúng ta xây dựng được cộng đồng văn hóa đọc, kết nối với nhau. Và cả nhà có thể thiết kế được bài tập cho học viên. Sau này cả nhà thiết kế được 5 thói quen này cho học viên không ạ? Còn ít phút còn lại, mình nói về đây. Mới phát thảo qua mấy cái ý này, bổ sung thêm vừa nãy.
lúc mà khi mà mọi người chị Quỳnh nói thì mình có phát ra ý này để bổ sung thêm cho cả nhà để ghim lại, không vừa nên nói miệng thì nó quên mất. Sống hiểu biết là nếp sống đào luyện bản thân theo ba góc rễ này, đọc sách đúc kết sâu sắc nhìn đa chiều là sống hiểu biết này. Sống hiệu quả, hiệu là phép trừ, quả là kết quả. Hiệu quả là nếp sống sau khi trừ bớt đi những việc vô ích gây náo động, chỉ còn lại những việc đúng tốt của mình, đấy là sống hiệu quả. Những việc gì khiến cho mình không náo động này, vô ích này, thì đấy gọi là những việc không hiệu quả. Hiệu là trừ phép trừ, đơn giản như vậy. Quả là kết quả của phép trừ, đúng không nào? Bạn muốn sống hiệu quả, bạn phải trừ lược bớt đi những cái việc sai xấu của mình, những việc gây náo động vô ích của mình. Hôm nay ngồi karaoke với bạn bè quá nhiều, hôm nay đi cà phê quá nhiều với bạn bè mà đôi khi nó chỉ là đơn giản là nói những cái chuyện thực sự chỉ để vui thôi. Hôm nay hình như là mình lướt TikTok, Facebook hơi nhiều. Hôm nay là hình như mình làm nhiều thứ, mình nhìn lại hình như không nên làm cái việc đó, tức là chúng ta chưa sống hiệu quả. Hôm nay là hình như đi mua sắm hơi lâu. Sống nâng đỡ là nâng đỡ đồng đội, những người thân xung quanh này. Sống cống hiến là sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng nhân loại, đúng không ạ? Nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Sống cống hiến hơi khác một chút. Sống nâng đỡ đôi khi chúng ta nâng đỡ những người thân xung quanh mình, đôi khi những cái người mà có mối quan hệ với mình ấy, thì nâng đỡ dễ hơn. Nhưng bây giờ bảo giúp cái người mà chúng ta chẳng quen cái gì cả, khó. Cấp độ nó cao hơn. Mẹ dạy con làm viên đá nhỏ, sống ẩn mình giữa đám rêu phai, nếu một mai có người cần đến, nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Mình rất thích cái từ khách vãng lai, không có máu mủ huyết thống ruột già gì cả, nhưng chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Phương Tây có một câu rất hay là nhân cách của bạn được đo bằng cách mà bạn tạo ra giá trị cho những người không mang lại giá trị cho bạn. Một câu rất hay nha. Nhân cách sống của bạn được đo bằng cách là bạn tạo ra được những giá trị cho những người không mang lại giá trị cho bạn. Chúng ta giúp đỡ người khác, ví dụ như là bạn giúp đỡ tôi giúp đỡ lại bạn, thì tức là hai bên trao đổi với nhau. Nên nhân cách bạn là bạn tạo ra giá trị được gì cho những người không mang lại giá trị cho bạn. Những người gọi là khách vãng lai, những cái người qua đường, những cái người mình không quen biết, họ chẳng mang lại cho mình lợi ích gì cả, nhưng mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ, thì đấy mới gọi thực sự là cái người có nhân cách. Thế cho nên phương Tây có một cái câu đấy cũng, mình cũng nghĩ là rất là hay để chúng ta tham khảo. Còn đôi khi mình giúp cả nhà là vì cả nhà có cái động cơ, có cái giá trị gì đấy với mình, thì mình giúp thì nó cũng tốt, nhưng nó cũng còn chất chứa nhiều cái động cơ. Nhưng mà cả nhà chẳng mang lại cái gì cho mình mà mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ, thì thực sự là bản thân mình đã chuyển hóa. Thì đây sống cống hiến nó khó, khó nhiều. Sống nâng đỡ đồng đội, những người xung quanh thì nó dễ hơn, nó rất gần mình. Thì mình đi ra đường, mình chia sẻ, đi ra đường mình thấy một cái viên đá nó rơi ra đường và mình nghĩ ai đó đi qua đây họ có thể bị vấp vào đây, mà mình lấy cái viên đá đó mình đưa sang bên ấy. Tức là mình đang tạo ra giá trị cho những người xung quanh. Từ việc nhỏ là như vậy, nhỏ nhỏ thôi. Mình đi xe máy, mình thấy một người quên gạt chân trống, mình cố, mình vượt lên, mình báo với họ là không gạt chân trống ấy. Nhưng mà báo nhẹ thôi, không họ giật mình. Đó, cũng là cách. Rồi sống điềm tĩnh, tức là thái độ sống bao dung, nhiệt thành, trọn vẹn, lặng lẽ trước mọi hoàn cảnh trong đời sống. Chúng ta có thể có một cái số cái từ khóa để thực hành là thận trọng, chú tâm quan sát này, thư giãn, thả lỏng, hoặc là trọn vẹn, lặng lẽ trong mọi việc. Thì tùy, cả nhà dùng từ khóa nào trong quá trình của mình cũng được. Thì bây giờ nếu như cả nhà thiết kế các hoạt động cho thư viện, thiết kế các hoạt động cho mình và đào tạo cho con ấy, thì có thể thiết kế bằng 5 thói quen này. Ví dụ, hôm nay lại tiếp tục một câu chuyện nữa mô phạm cho việc An
và mẹ An sẽ cùng nhau xây dựng 5 thói quen như thế nào? Đây, An và mẹ cùng xây dựng 5 thói quen lành mạnh để đào luyện bản thân này. Mỗi ngày. Đấy. Một, sống hiểu biết. Rồi, An làm gì, mẹ làm gì. Phải cả hai nhá, đồng hành cùng con mà. Chứ không phải là mẹ là thầy của con. Không, mẹ cùng đồng hành với con. Biến cả môi trường đấy thành môi trường học tập cùng con. Con nó vui. Chứ mẹ mà là thầy, là cô giáo khiến con áp lực. Đấy, sống hiểu biết này, An làm gì, mẹ làm gì. Hai, sống hiệu quả. Đấy, An làm gì, mẹ làm gì. Ba, đấy, sống nâng đỡ. Đây, mình bỏ cái này đi. Bây giờ mình dùng cái này hay hơn. Thiết kế hoạt động cùng con. Đấy. Đây, mình làm một cái bảng này ra. Mỗi một ngày cả hai mẹ con. Ví dụ, đọc sách. Nó làm số hiểu biết là gì? Mẹ đọc sách. Cái dũng của thánh nhân chẳng hạn. Còn con sẽ làm gì để sống hiểu biết ngày hôm nay? Dạ, con đọc Gieo hạt cùng vĩ nhân. An đọc 3 tập, 3 chuyện Gieo hạt cùng vĩ nhân. Và đúc kết. Sau đó hai mẹ con cùng hái quả xanh. À, mỗi một mẹ một con bắt đầu lấy cái tờ giấy ra, đúc kết quả xanh xong dán lên. Sau đó sau khi mà sống hiểu biết xong, cùng nhau thực hiện 15 chữ vàng, 5 chữ vàng trước, viết ra cái cần làm. Đấy, mẹ cũng viết, con cũng viết. Hôm nay con dự định sẽ làm hôm nay cái gì? Những cái điều một ngày đầu dòng được, hai ngày đầu dòng cũng được. Điều gì mà con cảm thấy quan trọng nhất trong ngày hôm nay? Điều gì con muốn làm nhất trong ngày hôm nay? Không cần bạn ấy phải viết ra chi tiết như mình được đâu. Nhưng bạn ấy phải biết hôm nay bạn ấy muốn làm cái gì. Bắt đầu luyện cho bạn cái tư duy có mục đích. Sống nâng đỡ. Hôm nay mẹ giúp gì cho gia đình? Đấy, hôm nay An giúp gì cho gia đình hoặc bạn bè? Đấy, sống cống hiến, việc tốt. Đấy, việc tốt là gì? Mình viết ra. Điềm tĩnh. Mình có thể là hôm nay cảm nhận hoặc cảm xúc của mẹ thế nào, của con thế nào, thì tùy cả nhà nhá. Đây là một gợi ý để chúng ta có thể là thực hiện được 5 thói quen này cho gia đình, cho con cái hoặc là cho học sinh của mình, để chúng ta thấy là chúng ta thực hiện này xong là gieo nhân được 3 gốc này. Đọc sách để có trí tuệ, đọc sách để có sự hiểu biết, là để cho mình có nhận thức đúng đắn. Ngoài ra, sống hiệu quả, lý do tại sao phải sống hiệu quả cả nhà? Sống hiệu quả là một trong những cái việc hoạch định được cái văn tư tu trong đời sống.
không có cái sống hiệu quả, tức là không biết được rằng hôm nay tôi sẽ làm gì ạ, thì cái phần kế hoạch hành động của mình nó bị yếu, thì cái phần thực hành từ sống hiểu biết thì nó không có. Sống hiệu quả nó chỉ là một bản đồ để đưa cái phần sống hiểu biết vào trong thực tế và bằng hành động cụ thể là sống nâng đỡ và sống cống hiến. Nên là năm cái thói quen này nó phức hợp với nhau, nó tạo ra một cái sự nhất quán, nó tạo ra được quả đỏ. Còn nếu như chỉ sống hiểu biết không thì toàn thuần là quả xanh. Hiệu quả tức là đưa được quả xanh trở thành quả vàng, quả đỏ. Nâng đỡ và cống hiến tức là mình làm thật, mình có thực hành, mình có sự lan tỏa. Nên là cái phần sống hiệu quả nó là một cái bản đồ, nó là một cái lời để giúp cho mình ưu tiên được thời gian cho việc học. Mà ngoặc mẹ phải ưu tiên thời gian thiêng liêng cho việc học. Mục tiêu mình gài cái phần sống hiệu quả vào để làm gì? Để mỗi một người giải quyết được bài toán tôi bận quá không có thời gian để đào luyện bản thân mình. Đúng không? Việc mình cài thói quen sống hiệu quả, mục đích quan trọng nhất là để mọi người không còn lý do gì nữa cho câu chuyện là tôi không có thời gian để đào luyện bản thân. Bởi vì rõ ràng anh viết ra là anh sẽ thấy anh có rất nhiều thời gian, và thì anh chen giúp cái phần thời gian học tập vào đây để giải quyết cái câu bài toán đó. Nên là càng bận rộn là càng phải làm kế hoạch công việc. Nhiều người nói rằng là tôi bận không làm được cái công việc, thì mình nghĩ là đây là sự ngụy biện. Thì mình có đủ 5 thói quen này thì cơ bản là mới bắt đầu phát triển bền vững này. Phát triển bền vững. Nên là sau này cả nhà có học gì thì học phải có kế hoạch. Đưa được cái phần sống hiểu biết ở đây trở thành thực hành vi thực tế của sống nâng đỡ và sống cống hiến. Đó, sống điềm tĩnh. Thì tất cả những cái phần ở đây á, nó sẽ bổ trợ cho chúng ta về việc làm bài tập. Cái từ nâng đỡ rất hay nha. Nâng là gì ạ? Là nâng lên. Đỡ là gì ạ? Hạ xuống. Hiệu quả à, cũng rất hay. Hiệu là phép trừ, quả là kết quả. Nâng là nâng lên. Là khi mà mình giúp người khác, mình nâng người khác lên. Thế cho nên là Nam Cao có nói rằng là kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình, đúng không? Chứ không phải là giày xéo người khác trước đôi bàn chân của mình, gót chân của mình. Nâng, nâng người khác lên đôi vai của mình. Và đỡ khi mà họ bị ngã, mình đỡ họ, mình chống lưng cho họ. Thì từ nâng đỡ rất hay. Nâng lên và đỡ khi họ ngã xuống. Nâng lên và đỡ xuống. Đó. Nâng đỡ là như vậy. Sẵn sàng nâng người khác lên. Hỗ trợ người khác. Đỡ cho họ khi họ ngã. Vậy thì trong tuần này á, bài tập của cả nhà là mình đưa được cái năm thói quen này chi tiết cho từng đối tượng. Mình viết đối tượng đây là mẹ An, đây là An, cũng giống như cách mà mình chia sẻ với cả nhà. Mình viết từng đối tượng ra. Thế thì phần sống hiểu biết, sống hiệu quả, sống nâng đỡ, sống cống hiến, số điểm tích của các đồng chí này là gì? Ví dụ đây mình có thể thay này. Mình phải viết chi tiết bài tập ra. Đây, ví dụ như là đây là đội ngũ ban tổ chức. Đây là học viên, đúng không nào? Cả nhà có hiểu ý không? Đấy, sau đó mình xóa đi cái này đi. Các đồng chí ban tổ chức rèn luyện cái gì? Đấy, hàng ngày thực hiện 15 chữ vàng không? Có theo form không? Công việc nâng đỡ tức là xây dựng đội ngũ của ban tổ chức như thế nào? Ví dụ như là họp, tham gia đầy đủ,
Ví dụ như là theo sát công việc, hỗ trợ đề nghị thân. Đấy, nhiều việc lắm. Sổ cống hiến tức là mình giúp được gì cho học viên, tương tác với học viên thế nào, có đọc bài tập học viên không. Đấy, mình có xả thân vì học viên không. Còn phần điểm sống niềm tin tức là gì, mình quan sát được gì trong diễn trình tâm lý của tâm của mình. Đấy, thư giãn thả lỏng trọn vẹn, lặng lẽ hay là thận trọng chú tâm quan sát, tất cả những cái nguyên lý này cả nhà áp dụng cái gì cũng được. Quan trọng nhất là thông qua điều đó bạn có nhận diện được cơ thể của mình không, thông qua điều đó bạn có nhận diện được tâm lý của mình không. Các bạn dùng cái từ khóa nào cũng được. Thì đây là đội ngũ ban tổ chức này. Mình xem đi. À. Rồi anh em học viên thì cũng rèn luyện gì? Đọc sách gì? Đúc kết gì? Trả lời câu hỏi như thế nào? Thực hành thế nào? Đấy, sống hiệu quả thì tùy hiệu quả về thân và hiệu quả về tâm. Hiệu quả về thân tức là gì? Ví dụ như là tập khí công. Tập khí công ấy là hiệu quả về thân này, tập thể dục, rèn luyện gì đó, rèn luyện thân thể. Đấy, hiệu quả về thân. Còn hiệu quả về tâm trí là gì? Là thực hiện 15 chữ vàng. Đấy, hiệu quả về tâm trí. Sống nâng đỡ là tương tác với đội nhóm thế nào? Này, mục tiêu để gắn kết đội ngũ, xây dựng đội ngũ. Tôi đã bị ngóm mục đích là gì? Vừa là để gắn kết đội ngũ đúng không? Vừa để làm gì nữa? Là thông qua đây á, là thực hiện được 9 bước tự học. Vì mà ngoặc bước thứ 5. Đúng nào? Thì cả nhà thấy thỉnh thoảng là đến bài tập sống nâng đỡ là các anh em chị em đệ nhị thân cứ phải ngồi kiến giải tương tác với nhau, chia sẻ với nhau đúng bài học. Đây là để thực hành được cái 9 bước tự học. Cống hiến tức là giúp được gì, lan tỏa như thế nào cho cộng đồng, người khác, từ những việc nhỏ nhất. Sống điềm tĩnh có thể sử dụng một số từ khóa là thận trọng này, chú tâm quan sát, hoặc là thư giãn thả lỏng, hoặc là dùng phương pháp lý trí mạnh, hoặc là dùng phương pháp lý trí, ví dụ như là quyết tâm hôm nay cho dù xảy ra việc gì thì mình vẫn luôn được giữ được cái khuôn mặt lạnh tanh, điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, kiểu như vậy. Thì đây là dùng phương pháp lý trí, thì tùy nha, chúng ta xem đối tượng học viên của mình như thế nào để chúng ta xem. Đấy, nghe nhà. Cả nhà có câu hỏi gì thì mình cứ hỏi nha. Thì đây có phải là chúng ta thiết kế được 5 thói quen này cho ban tổ chức không ạ? Ban tổ chức sẽ khác, học viên sẽ khác. Nó thiết kế được cái này ra là rõ ràng tỏ tường luôn. Có phải đây là bản mô tả công việc luôn không cả nhà? Thế bây giờ mình nói rằng là ban tổ chức mô tả công việc của tôi là gì thì thực hành đúng 5 thói quen là xong. Mình viết được mô tả công việc của bất cứ ai cho một nhân sự của một công ty theo đúng cái tình trình tự này luôn. Bên một công ty, một nhân sự mới đến, ok, đầu tiên sống hiểu biết. Đồng chí giúp tôi là đọc 3 cuốn sách này. Sống hiệu quả hàng ngày đồng chí là viết 15 chữ vàng. Sống nâng đỡ là hôm nay phải làm việc với đối tác, phải làm việc với cộng sự này, cộng sự kia. Sống cống hiến là giúp được gì cho khách hàng, cho cộng đồng, viết cụ thể. Sống điểm tĩnh là hôm nay đồng chí nhìn lại bản thân mình như thế nào, soi lại được tấm gương của mình không. Viết đủ 5 cạnh đầu dòng là 5 mô tả công việc. Mà nếu như chúng ta thực hiện được 5 thói quen này cho một doanh nghiệp, hay tự nhiên mô tả công việc các vị trí là rõ ràng luôn. Chúng ta áp này. Chỉ cần thêm
Alo, 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 được rồi. Đó, thì cả nhà có nhìn, có tưởng tượng được không ạ? Đây, hiệu quả về thân này. Thì cả nhà có thấy là trong hành trình của mình chúng ta rèn luyện được hết tất cả cái này không? Đầu tiên, các học viên của hành trình Canva chuyển giao có phải là đang rèn luyện đọc sách, đúc kết, thực hành ngay 15 chữ, ngay sống sống mới biết hàng ngày đúng không ạ? Hiệu quả về thân, tập tập khí gì ạ? Tập khí công đúng không, buổi sáng đấy là hiệu quả về thân, cho thân mình nó minh mẫn, khỏe mà khoắn một tí. Rồi một số anh chị em thì sử dụng hình thức gieo hạt, chống đẩy, hít đất, rồi thụt dầu, chạy bộ cái gì đó đúng không nào? Hiệu quả về thân. Hiệu quả về tâm trí là chúng ta thực hiện được 15 chữ vàng. Hàng ngày ở đây cả nhà có tương tác với đội ngũ hàng ngày không? Cái nhóm Zalo chat chúng ta cứ rung rung lên bần bật đúng không nào? Rồi hàng ngày chúng ta phải tương tác video call với đệ nhị thân. Rồi thực hiện bài tập sống cống hiến chính là làm bài tập tuần. Bài tập tiếp cai làm bài tập tuần. Và sống điềm tĩnh thì ngày nào cũng sử dụng thư giãn, thả lỏng, chú tâm quan sát, lặng lẽ, trọn vẹn. Đó, đấy là những từ khóa. Cả nhà thấy thích hợp với từ khóa nào thì mình chọn cái từ khóa đó mình thực hành. Thì sau này đây chính là một trong những cái phác thảo vừa mô tả công việc của một nhân sự trong tổ chức, vừa mô tả được công việc cần phải làm, nó hòa hợp được giữa đào luyện bản thân và công việc, nó hòa hợp giữa sự hạnh phúc và sự hiệu quả, nó hòa hợp giữa thân và tâm, nó hòa hợp giữa đạo và đời. Nên năm thói quen này nó giải mã những bài toán đó cả nhà. Nhiều người bảo là đi làm doanh nghiệp áp lực lắm, thì chúng ta Anh soi ơi, này, nếu như áp lực nhìn lên. tức là hình như nó đang thiên về một cái thói quen nó chưa được cân bằng. Ở đây có phải là cả nhà thấy khi mình giúp đỡ được một ai đó mình cảm thấy vui không? Cảm thấy vui không? Bởi vì họ không có được những niềm vui khi họ thấy họ không giúp đỡ được ai đó. Chúng ta tạo cơ hội cho mọi người được giúp đỡ nhau, mọi người sẽ thấy vui. Tạo cơ hội cho mọi người được tương tác, tạo ra giá trị cho nhau thì mọi người sẽ thấy vui. Thì tự nhiên nó vui. Nó vui rồi thì tự nhiên mọi người muốn làm việc tiếp. Thì năm thói quen này nhìn có vẻ là đơn giản dễ hiểu nhưng mà nó có ý đồ chứ không phải viết ra cho nó xong đâu cả nhà. Nó có cái logic và có cái nền tảng phương pháp luận của nó. Từ việc hướng nội hướng ngoại, từ việc xây dựng đội ngũ, phát triển bản thân, từ việc đạo và đời. Đó. Sống có đạo lý. Và vẫn phải làm việc, vẫn phải tạo giá trị cho cộng đồng, cho chính mình và những người xung quanh. Dạ đúng rồi, cái này xoáy vào đâu cũng dùng được ạ. Chứ không chỉ là trong văn nó đọc nha. Cả nhà có thấy là giống như chị mục tiêu mà mình nói ngay từ lúc đầu. Hành trình của mình là văn nó đọc là phương tiện, không phải mục đích. Mục đích chúng ta có hai mục đích quan trọng thôi. Một là năng lực tự học, và hai là sự chuyển hóa bản thân theo ba gốc rễ. Đấy là hai cái mục đích quan trọng của hành trình của mình. Thì thông qua đây chúng ta có thể áp dụng được phương pháp này cho mọi hành trình, mọi chương trình được. Cả nhà nắm được nguyên lý này nha. Có thể là không phải thiết kế theo 5 thói quen, 3 thói quen cũng được, 4 thói quen cũng được, tùy. Nhưng chúng ta nắm được nguyên lý rồi, chúng ta kiểu gì cũng chế được ra các thói quen. Nó phải hợp, nhìn này, nó phải hòa hợp giữa bên trong và bên ngoài, phải hòa hợp giữa bản thân và đội nhóm. Bạn thiết kế hành trình nào, bạn thiết kế thói quen nào cũng được, nhưng nó phải hòa hợp những yếu tố đó. Đây là nguyên lý. Còn bạn có thể đặt tên khác, không cần phải giữ theo năm tên này. Bạn có thể chế ra 3 đến 4 thói quen tùy bạn, nhưng nó phải đảm bảo được nguyên lý chung. Là một là nó phát triển bản thân, hai là phải phát triển đội nhóm và cộng đồng. Nó phải giúp cho mình vun bồi nội lực bên trong và giúp đỡ được những người khác. Còn nếu không nó bị lủng. Đó, thì đây từ cái câu chuyện này lấy minh họa từ An và mẹ An,
ban tổ chức rồi học viên, rất dễ hiểu như thế này. Thế thì ở đây khi rất nhiều anh chị em ở đây chúng ta làm ban tổ chức các rồi anh... mà viên phí thì mẹ lấy nhá, đúng nào, thì chúng ta sẽ phải viết ra cái này. Đó. Thì chúng ta có một cái bảng như này nhé cả nhà, bảng như này. Nhiều anh chị em còn chi tiết hơn là cho bài tập từng tuần luôn, đọc sách gì, bảng câu hỏi như thế nào luôn, chi tiết lắm. Được như vậy thì càng tốt, còn nếu không chúng ta cứ đại khái như này trước đã. Đấy, nhưng mà phải nghiên cứu đối tượng nha, không phải đối tượng nào cũng đưa đủ cả năm cái này đâu. Cái đối tượng nó phù hợp hay không, chứ còn cả nhà lấy cái bảng này của mình mà đặt sang cái đối tượng của cả nhà là sai đấy. Đối tượng của cả nhà khác, nội dung hành trình của cả nhà khác. Nên là không thể dùng cái này được đâu. Cái này chỉ là ví dụ minh họa cho cái nguyên lý thôi. Đấy. Thì mình có thể lược bớt đi, ví dụ như là sống, ví dụ bên văn học 3T các bạn ấy lựa chọn là sống trí tuệ, sống tử tế, sống tỉnh thức, ba thói quen. Đó. Cái gì cũng được, nhưng nhìn chung phải có được nguyên lý là bạn đào luyện bản thân, bạn phải có sự tương tác với người khác, tương tác với cộng đồng, tương tác với bố mẹ xung quanh để nó không bị biệt lập, không bị cô lập chính mình với người khác. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ có hoạt động tương tác đó thì chúng ta sẽ không lấy được lòng của những người xung quanh. Điều gì xảy ra nếu như chúng ta không lấy được lòng của những người xung quanh, dần dần mất mối quan hệ, thì tự nhiên chúng ta thấy cái việc đào luyện của mình nó cứ làm sao ấy. Càng đào luyện xong càng thấy mối quan hệ mình với những người xung quanh cứ bị biệt lập, cô lập. Biệt lập và cô lập khác với độc lập. Độc lập tức là vẫn tương giao bình thường nhưng không có bị ô uế, không có bị tiêm nhiễm. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là độc lập. Còn gần bùn mà hôi tanh mùi bùn thì là bị ô uế rồi. Cho nên là biệt lập và cô lập tức là chúng ta không tương tác vì bỏ quên mọi người. Rồi ạ, bây giờ thì cũng gần hết giờ rồi. Thế cho nên là ở đây các thủ lĩnh mình có câu hỏi gì thì mình chia sẻ với mình nha. Thì mình sẽ giải đáp thêm trong cái bài tập hàng rào thép gai tuần 3 của chúng ta. Để chúng ta làm rõ chi tiết cái bài tập. Cái hoạt động của năm thói quen này, một người đến thư viện của chúng ta thì chúng ta có xây dựng được năm thói quen này không, hay là như thế nào, chúng ta suy ngẫm thêm. Đấy, hoặc là lược bớt đi một vài thói quen như thế nào cho phù hợp thì chúng ta suy ngẫm để cái chiến lược quả xanh, quả vàng, quả đỏ của chúng ta nó được thực hiện bởi năm thói quen. Ở đây có phải là cả nhà nhìn thế này, trước giờ mình làm đầu tiên cái phần mà sống hiệu quả đi. Nếu như chỉ có viết ra cái cần làm thì trước giờ chúng ta phần lớn chúng ta đều lập cái công việc đúng không? Rất nhiều anh chị em lập cái công việc nhưng không làm theo cái đã viết và không viết lại cái đã làm được gì để kaizen để làm tiếp. Tức thường là chúng ta chỉ làm 5 cái chữ vàng đầu tiên thôi, trước chúng ta ít làm được khoảng tầm 10 chữ vàng tiếp theo đó. Chỉ làm 5 chữ đầu tiên thôi. Là viết rất nhiều kế hoạch hay. À cái ngày đầu năm thôi nó không nói trong chuyện đầu năm như này nữa, nhiều cả nhà thấy đúng thật bản như nói mình đúng không nào, nói như tắt nước mặt mình. Đầu năm là ai viết ra nhiều đấy đúng không ạ, khai bút à, viết ra năm nay con mình sẽ làm cái này làm cái kia, đầy một trang giấy rất đẹp, nghĩ một năm nay có rất nhiều thứ nó sẽ hay ho diễn ra cuộc đời của mình. Đến cuối năm nhìn lại giật mình quên mất cái bản đầu năm, không biết mình thực hiện được những cái gì. Tức là viết được 5 chữ vàng đầu nhưng thiếu theo sát, thiếu bám sát, thiếu làm theo và thiếu đánh giá tổng kết lại. Thầy học sinh đi học là mình rất hay viết khai bút như vậy.
Thì sau này cả nhà mà lập kế hoạch công việc cho mình á, đào luyện bản thân cho chính mình thì chúng ta nên lập theo năm thói quen này. Rồi bây giờ chúng ta có khoảng tầm 3 đến 4 phút nha cả nhà. Bây giờ cả nhà mình lắng tâm lại. Gõ xuống khung chat. Sau khi mà mình chiêm nghiệm xong, mình gõ xuống khung chat những cái đúc kết của mình trong buổi ngày hôm nay. Và những ai có câu hỏi hay thắc mắc lăn tăn gì, chia sẻ gì thì chúng ta cũng gõ luôn nha. Thì chúng ta có khoảng tầm 3 đến 1 phút chúng ta cùng nhau đúc kết lại những cái vấn đề chính, kẻo nó trôi mất. Xin mời anh chị em. Dạ vâng ạ, đã thấy rất nhiều các bài học của các thủ lĩnh comment trong ô chat ạ. Nhà mình ngoài gõ vào ô chat như thế này, mình có thể gửi lên trên nhóm Zalo của bên trại nhà mình để cho các đồng đội mình có thể học được những cái bài học của nhau nha. Mình sẽ có thêm những cái góc nhìn. Và trong kiến thức của buổi ngày hôm nay, các thủ lĩnh có thể chọn cho mình một hoặc hai những cái tiêu điểm chính để mình ứng dụng vào trong cuộc sống và trong công việc của mình ạ. Và nhà mình có thể xem lại cái bản đồ chín bước tự học tự rèn nhé. Nhà mình còn nhớ bản đồ chín bước tự học tự rèn không ạ? Để chúng ta đào luyện các kỹ năng tự học.
Rồi ạ, phần cuối cùng của chúng ta là phần Q&A và tổng kết buổi đào tạo. Bây giờ là 21:26. Có thủ lĩnh nào muốn đặt câu hỏi cho thủ lĩnh Quang Minh hoặc là cần làm rõ nội dung gì không ạ? Mình có thể giơ tay nha. Mình có thêm khoảng 2 phút nữa ạ. Hoặc sau buổi ngày hôm nay, ngày mai sau khi các thủ lĩnh có thể ngẫm lại được những cái kiến thức ngày hôm nay mà có vướng mắc gì, mình có thể comment ở trong nhóm K3 danh trại thủ lĩnh, thì thủ lĩnh Quang Minh cũng có thể hỗ trợ để làm mình sáng tỏ hơn ạ. Bài học hôm nay mình có thể vận dụng vào quản lý đội ngũ, triển khai văn hóa đọc trong nhà trường. Theo những kinh nghiệm của em thì trong những kiến thức mà thủ lĩnh Quang Minh chỉ dạy cho anh chị em ấy, mình có thể ứng dụng ở trong rất nhiều các ở trong tất cả các mô hình ở trong từ gia đình, nhà trường hoặc là ở trong đội nhóm, bởi vì những cái kiến thức mà thủ lĩnh có chia sẻ nó là nguyên lý rồi, thì các thủ lĩnh có thể dành thời gian mình nhầm ngẫm và tư duy một cách linh hoạt hơn để ứng dụng từ những cái mô hình nhỏ cho đến mô hình lớn nha. Nhà mình ví dụ như là 5 thói quen này, mình có thể tổ chức cho gia đình nhà mình một tháng có một ngày, một hoặc nhiều thì càng tốt nha. Mình có thể xây dựng cho gia đình nhà mình có những cái ngày sinh hoạt. Hôm nay là ngày mà cả gia đình mình cùng sống hiểu biết nha, thì có thể là cùng nhau đọc sách hoặc tìm hiểu một cái lĩnh vực, một cái nội dung gì đấy mà các thành viên ở trong nhà mình đang muốn giải quyết. Hoặc là một ngày sống nâng đỡ, rồi ngày sống cống hiến, mình và cùng nhau làm thiện nguyện rồi nâng đỡ. Dạ. Rồi ạ. Thời gian cũng đã hết. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau thả hoa và trở về trạng thái thư giãn, thả lỏng. Nãy giờ chúng ta đang dành khá là nhiều năng lượng để tư duy, đúng không ạ? Cả nhà có thấy là vừa rồi mình đang rất tập trung và có lúc cũng căng thẳng không ạ? Bây giờ thở phào nhẹ nhõm đi ạ. Nhẹ nhõm rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục cảm nhận và trăn trở tiếp những cái nội dung điểm chạm mà hôm nay, những cái nội dung cốt lõi mà hôm nay chúng ta thu nhặt được. Còn bây giờ trước giờ đi ngủ rồi thì cả nhà có thể thả lỏng hơn ạ. Đã có hơi căng thẳng ạ. Dạ. Vâng ạ, chúc các thủ lĩnh ngủ ngon ạ. Bên tín hiệu của em đang muốn bật một bài nhạc nhưng mà do tín hiệu nó yếu quá nên là nó không có lót kịp ạ. Nên vậy tối nay thì chúng ta có thể dành thời gian cho sự tĩnh lặng ạ. Chúng ta có thể dành thời gian tĩnh lặng, không cần nghe gì cả mà nghe hơi thở của mình, nghe cảm nhận của mình trong buổi ngày hôm nay, rồi trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À, xin chào các thủ lĩnh ạ, chào chị Thanh Tâm. Chào thủ lĩnh Đặng Yên ạ. Vâng, xin chào thủ lĩnh ạ. Chào thủ lĩnh Đình Phong, chị Phương Anh ạ. Chị Đỗ Phú. Dạ. Chị Nguyễn Lý ạ. Thank you, and I love you.